Đứng ngoài, đứng ở trong vậy bạn. Đâu? Ờ, đang đứng 5C nè. À, thấy cái xe đèn không? Thấy cái xe đèn thì mở cốp sau không? Đây sẽ là một buổi quay vlog cuối tuần. Bình thường thì quay video toàn mở đầu bằng buổi sáng không. Nay quyết định đổi gió buổi tối đi ha. Thì mình vừa mới đi lấy đồ từ sân bay về. Sáng ra thay vì phải đi học thì như bình thường thì mình sẽ phải đi làm. Nếu mà mọi người hỏi mình làm gì thì thấy cái đống nước sơn này thì cũng biết là mình làm gì rồi ha. Mình đang lựa nước sơn cho khách, xong mở đầu quay qua làm tay cho khách, rồi xong ra bấm máy tính tiền. Thế thôi, trời, đơn giản, chuyện dễ mà, ai cũng làm được, nghe dễ ha. Xong sau đó thì không có khách thì chuyển qua làm video. Này thì này là lúc này đang làm video cho trường học chứ không phải cho YouTube nữa. Đang chỉnh video mà buồn ngủ quá nên quyết định ra pha miếng cà phê cho tỉnh ngủ mới được. Xong quyết định thấy cũng hơi chưa chưa á, vô đá miếng cơm. Trời đánh còn tránh bữa ăn, đang ăn ngon mà hả chủ kêu gọi ra. Em ơi làm khách. Anh ơi, để anh ăn xong rồi muốn làm gì làm với trời. Nếu không thì em làm tốt lắm. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng em đi làm nha em trai. Làm xong bà khách này cái tự nhiên không hết khách luôn. Vắng que luôn, đợi tới 4 giờ chiều ngủ giấc hả, dậy cũng không có khách đâu. Nên thôi định xách ba lô đi về. Đang về được nửa chừng thì hả, tự nhiên khách nó vô tiếp. Kiểu ủa, sao nãy giờ mày không vô, giờ tao đi về cái mày vô trời. Hay quá trời hay luôn. Khách vô hả? Dạ. Yeah. Con ra cái con nhìn nó, cái nó nhìn con. Kiểu ủa. Làm không biết làm được gì không mà thấy báo quá trời báo luôn. Mở nước xong quên đóng van lại rồi xong nước tràn bờ đê luôn. Ngập nguyên tiệm. Trời ơi. Hay, báo gì đâu. Ngồi đợi cao tuyết thôi làm nhẹ miếng bánh. Hồi nãy của cô trong tiệm của cho. Nghĩ thì cũng dễ thương kiểu không phải là người Việt nào ở bên đây cũng xấu. Nhưng mà kiểu có cái cô này cũ cũng tốt mình lắm. Lâu lâu hay cho bánh cho trái rồi. Bữa còn cho khô bò nữa cơ. Còn cực. Thôi dạo này gọi là xong mình kinh tế hơi eo hẹp nên mình chuyển qua mình chạy thêm Uber buổi tối nữa cơ. Mà thấy đang tuyết nên cũng hơi sợ. Ra nhìn lộn, ra mắt nhắm mắt mở nhìn lộn chiếc xe nữa. Kiểu ủa sao chiếc này cũng giống của mình á, mà sao màu khác ta. À không, xe mình bên đây. Phải chưởng ngáo thật. Giao cho có nhà này, ta nói nhà gì mà bự ơi là bự. Hôm bữa mình còn đi, mình giao cho cái nhà đó nó bự mà ta nói mình đi lạc trong khu vườn của nhà đó nữa cơ. Vãi chưởng, không biết bao giờ á mới chạy Uber đủ kiếm tiền mua căn nhà giống vậy nữa. Giao được mấy đơn cái xong đi về luôn. Thì do hôm nay là tuyết nên mình phải rải muối, kiểu tối là phải rải muối không thôi sáng là nó đông cứng ngắc luôn, là kiểu như băng luôn, là kiểu không có để chạy xe ra được luôn, là ở nhà luôn á. Mà nếu mà nó diễn ra là kiểu mấy ngày trời nên cũng chịu. Phải mua bịch muối đó mười mấy đồng về để rải. Xong quét tuyết được các thứ. Ta nói nó cực gì đâu. Bởi gọi sống mình nữa chứ. Đen. Rồi sáng hôm sau mình vẫn phải đi làm. Ăn miếng bánh uống miếng nước cái rồi tính gì tính. Chứ không tí ông manager ông lại kêu mình ra làm khách tiếp nữa. Thế lại không được ăn. Sáng sớm chưa có khách nên thôi mình cắp móng tay móng chân cho mình luôn. Trời làm khách thì da tay mình cũng phải đẹp xinh xỉu. Khách nó mới ưng ý chứ. Nó mới yên tâm giao cho cái bộ móng mình làm chứ trời. Mà được cái cắt tới trưa luôn, khách vẫn chưa vô. Nên thôi làm cái bánh lót dạ buổi trưa cái. Chứ không là tí manager lại vô kêu réo em ơi ra làm khách thì lại không được ăn nữa. Mà đựng cái hả ăn xong rồi khách nó vẫn chưa vô. Nên thôi với cái trách nhiệm là pha cà phê nên mình quyết định mình đi pha cà phê tiếp. Mà được cái mọi người biết cái thú vui trong tiệm nail là gì không? Là khi mà không có khách á bắt đầu lôi nhau ra làm nail. Mà tự nhiên mình làm cho nó mà được khách tiếp chứ. Ủa alo. Xong tiếp tục tối vẫn đi giao Uber tiếp. Mà xui cái bốc nhầm cái đơn. Ta cancel rồi mình không biết. Cái rồi đứng đợi 15 phút. Xong nhân viên ra kêu ủa cái đơn này cancel rồi mà mày đứng đợi gì. Kêu ủa alo chơi gì kỳ cục vậy. Đứng đợi 15 phút nữa. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở bỏ cái trứng vô mày cậu quay mà quên phá cái lồng đỏ. Nó làm cái bùm cái rồi xong cái mày cậu quay. Well. Vô trong tiệm thấy cũng chưa có khách lắm. Nên đá dội miếng ăn. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Đang ăn cái khách nó gọi. Bà nội cha nó tồi tàn thiệt. Xong chạy ra làm khách, đang làm cho hai khách nhỏ thì hai bé nó tặng cho mình cái vòng này kiểu hồi cho mày á. Trời quý đâu. Trời dễ thương. Hết sức phải chi ngày nào cũng gặp khách giống vậy thì kiểu phải đỡ biết mấy. Xong chơi ngu nghịch cái bồn bị bể, làm cái rẹt cái rồi giờ ra băng cái tay luôn. Ta nói
không có chơi gì bằng hay hơn chơi ngu á. Mọi người tưởng là tôi đi làm xong về là chạy bờ tiếp cái gì, không, lần này hôm nay là tôi sẽ đi uống cà phê với bạn, nhưng mà bị cái là uống vô uống cà phê mà hai đứa gọi sắp tố ra nghe nó cũng hơi kỳ, mà vội vội vàng vàng quá cái quên quay luôn. Ấy du, thì tôi biết là kết cái video ở đây thì nó hơi kiểu nhảm shit, nhảm tuyệt ra, nhưng mà cho tôi thanh minh là nãy tôi lo nói chuyện với bạn quá, cái tôi quên bấm nút quay, thế là tất cả mọi thứ mà tôi đáng lẽ nên quay thì nó đã hết. Nên mong mọi người chờ đón những video sắp tới của tôi ở trong tương lai nhé, và peace, bye bye.